Vâng, hôm nay hàng lại về cho các bác đấy. Những đơn hàng nào các bác lấy tứ mã kéo xe thì hôm nay em sẽ trả hàng cho các bác nhé. Em sẽ trả hàng cho các bác. Và như đã nói đấy, đó là chào mừng đội tuyển Việt Nam thì đơn hàng này em sẽ nói chung là phấn khởi rồi. Em giảm cho bác 2 triệu luôn nhé, 2 triệu. Những bác nào đã đặt đơn hàng thì hôm nay em sẽ trả hàng cho bác. Và bác nào lấy những con tứ mã này trước, những clip trước em giới thiệu cho bác rồi đúng không ạ? 28 triệu. Nhưng hôm nay thoải mái rồi. Phấn khởi rồi nhé. Thoải mái lắm. 28 triệu. Để cho các bác còn 26 triệu nhé. Sướng nha các bác nhé. Thế thôi đừng có mặc cả em Tuấn nữa. Mặc cả em Tuấn nữa là vỡ mồm. Vỡ mồm em. Vỡ mồm em luôn đấy. Con tứ mã này. Đây, đá xanh của nó nhé. Đá cẩm thạch màu xanh nhé. Cẩm thạch màu xanh đen. Rất là đẹp luôn. Cái này một mình bác không thể bê đâu. Phải hai người khênh. Nó mấy chục cân cơ. Nó hơn 40 cân thì phải, em nhớ là 38 hay 40 mấy cân thì khoảng đấy. Phải hai người khênh chứ một mình không thể bê nổi. Chú ý hộ em nhé. Đá cẩm thạch màu xanh, đây là em quay đằng lưng sau, đây mặt trước của nó đây. Con này mặt trước. Đấy. Đơn hàng em nhận cọc của các bác thì em có hàng giả cho bác rồi. Và em báo cáo các bác là hôm trước là bác chốt với em là mức giá 28 triệu, nhưng em thông báo clip này em vẫn giả cho bác còn 26. Bác yên tâm nhé. Có hai bác, một bác Đà Nẵng, một bác là Thanh Hóa. Hộ em nhé. Còn bác ở Hải Phòng kia thì chưa thấy nói gì cả. Bác lấy cho bác đặt tiền. Các bác yên tâm đi. Em báo giờ nào giấc đấy hoặc cái gì báo giảm thì em sẽ giảm chung. Bác thông cảm. Không phải lo. Thì các bác đã đặt tiền cả tuần nay rồi. Có bác 10 ngày đấy. Nhưng lúc đó là 28. Nhưng bây giờ em báo 26. Mới có hàng cho bác thì em vẫn giảm cho bác 26. Chứ em không lấy tiền của bác 28. Bác yên tâm nhé. Nên các bác em sẽ trừ thẳng tiền đi cho các bác. Đấy, không có gì cả. Em bán hàng nó rõ ràng, sản phẩm nó dễ. Bộ tứ mã này thì đã có nhiều clip em giới thiệu cho các bác trên kênh rồi, các bác có lấy rồi. Được đúc con này, tất cả ngựa rồi là xe tất cả đều được đúc bằng đồng nhé. Đúc bằng đồng đặt luôn đấy. Con đồng hồ này, trên xe này thì con này thì gồm có một bên hai lỗ kìa, một bên là lỗ lên chuông cho giờ và một bên là lên cót cho giờ và lên cót cho chuông đấy. Thì đối với dòng này thì đánh chuông là ví dụ 1 giờ thì nó sẽ đánh 1 tiếng, 2 giờ nó sẽ đánh 2 tiếng, 12 giờ nó sẽ đánh 12 tiếng ạ. Đấy, cái đấy chút nữa sẽ test cho sau. Còn cái chiều cao của cái bệ này này, này các bác nhìn nhé, từ dưới bệ lên, nó cao tầm trên 40. Đấy, còn chiều dài này, đấy, hôm nay nó tầm 1m1 đến 1m1 ạ, 1m1, đấy. 1m1. Và đối với những chiếc đồng hồ gọi là tứ mã kéo xe, đấy, xe pháo này, đấy, thì báo cáo các bác là những con này, phải hai người khênh các bác mới đạt được nhé, có chú ý hộ em. Mà nó cần clip chi tiết thì em sẽ gửi clip chi tiết em giới thiệu về nó cho các bác. Mức giá em để cho các bác chào mừng đội tuyển Việt Nam còn 26 triệu chứ không phải 28 nhé. 26 triệu cho các bác luôn. Kể cả hai bác đặt tiền của em rồi mà trước là mức giá 28 em cũng báo 26. Còn nếu như em như người khác thì em sẽ em giao hàng cho bác xong em mới quay clip cơ. Nhá. Em mà tham ấy để em giao hàng cho bác. Và bác chốt cho bác 28 triệu hai bác em được 4 triệu rồi. Nhưng em không giao thì em vẫn quay đây. Bởi vì là có giao cho bác xong em quay em nói như thế thì thành ra tự em vả mồm em. Thế là mất uy tín phích. Em vẫn giảm cho bác nhé. Mặc dù là bác mua lúc 28 triệu. Vẫn giảm được chưa? Có tất cả các mặt hàng này thì các bác yên tâm. Em giao chuyển hàng toàn quốc cho các bác. Đấy. 26 triệu bác kia. 26 triệu. Trước là 28 triệu đấy. Thôi các bác nào, những bác nào mua trước của em dính khoảng độ khá nhiều con, nó không trùng một lúc đội tuyển Việt Nam. Thì lúc đấy là 28 triệu thì các bạn thông cảm thôi. Còn có hai bác mới đặt sau thì bác lại trùng vào lúc không phải thì em khuyến mại cho các bác nhé. 2 triệu thế thôi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có đâu bác ạ. Vì cứ bán cứ như là giảm như thế này thì chắc là cũng không còn. Thì bán phải có lãi, cứ bán cứ thỉnh thoảng bác bảo giảm 200 nghìn thì còn tốt. Nhưng em có lãi giảm 2 triệu. Thôi, luôn nói như thế là các bác hiểu em rồi. Chơi thế nó công bằng, sòng phẳng. Dạ. Đấy. Tất cả đều hàng đẹp hết, còn bác ở Thanh Hóa mới lại vòng kia chưa đem cho hàng đi cho bác luôn. Mà chào các bác. Đây, đấy. Đẹp lắm.